Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chuyên mục Đồng hành cùng nhà đầu tư của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, phát sóng định kỳ vào lúc 16 giờ 50 phút thứ năm hàng tuần. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có: hơn 20% doanh nghiệp do nữ làm chủ. Họ có những khó khăn riêng nhưng cũng có những lợi thế riêng khi điều hành doanh nghiệp. Và sự chia sẻ của hội phụ nữ, những người thấu hiểu họ nhất là một lợi điểm giúp họ tự tin, tự trọng phát triển kinh tế và bản thân. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình, mở đầu là tiểu mục Điểm sáng. Thưa quý vị, năm 2023, chuyển đổi số sẽ được đẩy mạnh trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Đó là một điểm sáng giúp doanh nghiệp phát triển đúng theo xu hướng sản xuất kinh doanh hiện đại. Theo dự ước năm 2023, trên địa bàn tỉnh sẽ có hơn 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận dùng thử các nền tảng số, hơn 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa thường xuyên sử dụng các nền tảng số, 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa có website với tên miền .vn, 50% sản phẩm có giấy chứng nhận OCOP của tỉnh đủ điều kiện được đưa lên sàn thương mại điện tử. Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ chiếm tỷ lệ trên 8,5%. Như vậy, việc chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh sẽ tăng tiến một bước không nhỏ, góp phần giúp các doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với hoạt động sản xuất kinh doanh hiện đại. Những vấn đề mà chính quyền và các đơn vị chức năng tập trung hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc chuyển đổi số trong thời gian tới là kỹ năng số và nhân lực, nền tảng công nghệ thông tin đủ mạnh, tư duy và các thách thức về văn hóa kỹ thuật số, nguồn lực về tài chính. Thưa quý vị, nữ doanh nhân có những khó khăn riêng khi vừa điều hành doanh nghiệp, vừa đảm đang việc gia đình. Chính vì vậy, các chị em cần sự chia sẻ nhiều hơn để tự tin, tự chủ, phát triển bản thân, phát triển sản xuất kinh doanh. Và sự quan tâm đồng hành của hội phụ nữ là một yếu tố quan trọng. Vì hơn ai hết, phụ nữ là người hiểu phụ nữ nhất. Đây là chương trình xúc tiến thương mại vừa được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Đức phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp OBC Việt Nam tổ chức đầu tháng 10. Chương trình thu hút hơn 60 gian hàng thuộc hai đơn vị tổ chức và có ý nghĩa thiết thực khi được tổ chức ngay tại huyện Châu Đức. Đây là điều mong muốn của Hội Phụ nữ huyện để các chị em nữ doanh nhân Châu Đức có cơ hội cọ sát với cách thức kinh doanh mới hiện đại của các doanh nhân đô thị, đồng thời mang những làn gió mới từ thương mại đô thị đến với các hoạt động thương mại của huyện. Những người phụ nữ kinh doanh của huyện Châu Đức mang đến rất nhiều loại hàng hóa đặc trưng của địa phương như cacao, thực phẩm tươi sống, nông sản địa phương. Mỗi sản phẩm đều kết tinh sự chăm chút tỉ mỉ của người phụ nữ. Ngược lại, các doanh nhân thuộc cộng đồng doanh nghiệp OBC chủ yếu tham gia chương trình này cũng là các doanh nhân nữ thì mang đến những sản phẩm rất thích hợp cho việc sử dụng trong gia đình, thích hợp cho những người phụ nữ cần để chăm sóc bản thân, chăm sóc gia đình. Cả hai bên đều mong muốn có sự kết nối thương mại để không còn có khoảng cách giữa đô thị và nông thôn. Khi mà tham gia những cái chương trình lưu động như thế này sẽ làm cho thương hiệu của tôi được nhiều người biết đến hơn, lan tỏa thương hiệu và có thêm cả những cái sự giao lưu của doanh nghiệp mình với những doanh nghiệp địa phương, sẽ tìm được những cái sản phẩm phù hợp để đưa có thể kết hợp với nhau. Là đơn vị đồng hành với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Đức tổ chức chương trình xúc tiến thương mại này, cộng đồng doanh nghiệp OBC mong muốn chia sẻ những lo toan của những nữ doanh nhân vùng nông thôn, cũng là chia sẻ những mong muốn của Hội Phụ nữ huyện về việc nâng tầm nhận thức và kinh doanh cho chị em. Trong năm 2023 này, thì OBC Việt Nam đã tổ chức rất là nhiều những chương trình về xúc tiến, về kết nối giao thương ở nhiều địa phương. Và lần này thì hưởng ứng đến chào mừng ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ, thì OBC Việt Nam tổ chức tại Châu Đức chương trình này kết nối giao thương nhằm lan tỏa hơn nữa những giá trị về kết nối, cũng như là mong muốn rằng tới đây thì OBC Việt Nam sẽ ra mắt chapter Victory tại Châu Đức. Châu Đức hiện có khoảng 7.300 doanh nghiệp, trong đó khá nhiều doanh nghiệp do nữ làm chủ. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ cũng ngày càng nhiều. Việc khởi nghiệp đối với phụ nữ nói chung đã khó, đối với phụ nữ ở các huyện xa đô thị lại càng khó khăn vất vả hơn. Thế nhưng không vì thế mà các chị chùng bước. Đã có rất nhiều nữ doanh nhân Châu Đức khởi nghiệp thành công, không chỉ khẳng định bản thân trên thương trường mà còn quay lại hỗ trợ các nữ doanh nhân khác lập nghiệp. Và theo nhận định của các chị, sự đồng hành, chia sẻ của Hội Phụ nữ huyện
là một nguyên nhân khiến các chị tự tin, tự lực vượt qua những khó khăn. Bắt đầu từ khi trở thành một nhà thiết kế thì tới nay là đã được 5 năm và tôi được Hội Phụ Nữ huyện Châu Đức và các đoàn thể của Hội Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hỗ trợ rất là nhiều những vấn đề như là quảng bá áo dài hay là những cái chương trình biểu diễn áo dài đến với các chị em trong huyện và trong tỉnh. Được biết, xúc tiến thương mại là một nhiệm vụ trọng tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Đức năm 2023. Xác định rõ, kinh tế là một mặt trận. Hội hỗ trợ các chị về vốn, về kinh nghiệm, về thị trường. Và đặc biệt, hội chia sẻ với các chị về ý chí quyết tâm, khẳng định bản thân trên thương trường nhiều sóng gió. Trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Đức, chúng tôi đã xây dựng các kế hoạch triển khai giúp phụ nữ phát triển kinh tế, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Thì trong đó đã tạo điều kiện cho chị em về các cái mô hình khởi nghiệp như trong chăn nuôi, rồi thành lập tổ hợp tác xã, rồi mô hình trồng trọt, và qua đó thì đã tạo điều kiện cho các chị em hội viên phụ nữ có việc làm, phát triển kinh tế. Sự đồng hành của những người phụ nữ với những người phụ nữ là điều cần thiết nhất. Họ thấu hiểu được những khó khăn vất vả, nặng gánh hai vai của các nữ doanh nhân và cũng hiểu rõ những ưu thế của người phụ nữ trong kinh doanh để cùng khuyến khích nhau, hỗ trợ nhau phát triển. Nhân dịp 13 tháng 10 năm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vũng Tàu tổ chức chương trình đi thăm các doanh nhân nữ thuộc câu lạc bộ Nữ doanh nhân thành phố Vũng Tàu. Sự chia sẻ động viên của hội doanh nhân là món quà quý đối với các nữ doanh nhân. Chúng tôi rất là cần sự hỗ trợ của các hiệp hội, nhất là hiệp hội về quả chị em phụ nữ để chia sẻ, động viên tinh thần, thứ nhất là về mặt tinh thần, thứ hai là nó về cái sự kết nối để giao lưu, để chị em hỗ trợ nhau, các ngành nghề kết nối với nhau để chị em cùng giúp đỡ nhau trong cái công việc. Còn ngoài cái hiệp hội ra thì cũng rất cần sự đồng hành của cái người bạn đời của mình. Đó, để cho cái công bản thân, chính bản thân tôi là cũng sẽ được hỗ trợ rất là nhiều từ ông xã của mình để hỗ trợ mình quản lý và điều hành một cái công ty mà để cho cái công việc nó kinh doanh được phát triển hơn. Với doanh nhân nữ thì nó khó khăn là nghĩa là mình là phụ nữ mà cái phương châm ở Việt Nam mình đó là phải con cái gia đình, là mình vừa phải sao mà mình phải công bằng được là vừa chuyện gia đình con cái và vừa việc công việc kinh doanh rồi nhân viên khách hàng nói chung là rất là nhiều cái khó khăn đó để mình phải sắp xếp, nên một ngày làm việc của mình là rất khá là nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi luôn. Còn cái lợi thế là mình sẽ học được những cái điều mới lạ, mình được tiếp xúc hoặc là mình được gặp gỡ rất là nhiều khách hàng, và mình sẽ biết được những cái điều bổ ích đó cho cái công việc của mình đó phát triển hơn, nên là mình cảm thấy mình cũng làm một cái điều đó gì đó cho cái xã hội, cho mọi người và cho bản thân mình thành một người phụ nữ hiện đại trong cái cuộc sống hiện tại. Cũng xác định hỗ trợ chị em phát triển kinh tế là một nhiệm vụ quan trọng, Hội Phụ nữ thành phố Vũng Tàu hiện duy trì hai mô hình doanh nhân nữ, gồm câu lạc bộ Nữ doanh nhân thành phố Vũng Tàu với hơn 30 hội viên và câu lạc bộ Nữ tiểu thương với 17 câu lạc bộ và hơn 370 thành viên tham gia. Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp cũng là hoạt động được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vũng Tàu thực hiện tốt trong thời gian qua. Chỉ cần các chị có quyết tâm sẽ có sự chia sẻ và hỗ trợ của hội. Đó là mong muốn của Hội Phụ nữ Vũng Tàu trên con đường giúp phụ nữ làm giàu cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Hội cũng tạo những cái phong trào, những cái sân chơi để chị em có thể là sắp xếp công việc và tham gia những cái sự kiện của trong hội để gắn kết hơn, cũng như là tạo cái sân chơi để chị em có thể vui vẻ sau những cái mệt mỏi của công việc, thì có thể ngồi với lại những cái dịch vụ mà chăm sóc về sức khỏe cũng như tư vấn sức khỏe và những cái về thể dục thể thao. Chị em có thể là tạo điều kiện tốt nhất để tham gia đầy đủ cũng như là bảo vệ cho cái sức khỏe của mình. Vừa là tổ chức của những hội viên phụ nữ thành phố, vừa là những doanh nhân thuộc cộng đồng doanh nhân Vũng Tàu, câu lạc bộ Nữ doanh nhân thành phố Vũng Tàu thấu hiểu và có những hoạt động thiết thực dành cho chị em, hỗ trợ chị em về pháp lý, về kinh nghiệm phát triển và cũng là tạo nên một ngôi nhà chung ấm áp để các chị cùng chia sẻ với nhau.
Trong thời gian tới thì câu lạc bộ sẽ tập trung vào phát triển thêm những hội viên là những nữ doanh nhân để có nhiều hỗ trợ, cái hoạt động hữu ích cho các nữ doanh nhân, có thể là cần những cái sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, cũng như cần có những cái sự kết nối giao thương giữa các cái doanh nghiệp với nhau, cũng như là phát triển mạnh về những cái hoạt động ra ngoài cái thị trường mà vốn có và có những cái đóng góp thiết thực cho xã hội. Thưa quý vị, phụ nữ ngày nay luôn mong muốn được khẳng định bản thân, khẳng định vị thế của mình trong gia đình và ngoài xã hội. Và sự đồng hành của các cấp hội phụ nữ là nguồn động viên, cũng là chỗ dựa để họ thực hiện mong muốn của mình, góp phần xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc. Chuyên mục Đồng hành cùng nhà đầu tư xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình.